qua máy cây Nhật Bãi Túng Tay. Kính chào cả nhà mình. Hôm nay bên em mới về con Yamaha US40 cabin máy lạnh nha. Rồi đứng đây đi. Xi nhan, đèn, trợ lực lái. Đèn trước không? Có đèn không? Xi nhan thì đầy đủ rồi nha. Để chờ cái đèn này. Có đèn chưa? Đây là đèn này chưa có. Có gì bên em thì kiểm tra nha. Nha cả nhà. Ở đây nó đang quạt ra mắc rượi luôn nha. Đó. Đang quạt ra mắc rượi luôn nha cả nhà. Giờ em tắt luôn nè. Con này là tiếng lùi đồng tốc trên vô lăng luôn nha cả nhà. Số chạy của nó là 123. Đó, số chạy trên vô lăng. Mùa này là mùa mưa nắng là thất thường, khí hậu bây giờ là biến đổi rồi, nên là mình đầu tư một con máy lạnh là rất là hợp lý luôn nha, bảo vệ sức khỏe, ghế ngồi rất là thoải mái và êm ả luôn. Con này là nó có 3 số sới nè. Pin luôn cả nhà. Đây là hộp đựng bột nghề bù lăng ốc vít gì nha. Pin theo xe luôn này. Ba thắt an toàn. Rồi, còn rác tém dính đi nữa này. Này bỏ chai nước cái đồ nha cả nhà. Này bên em để nguyên pin luôn. Mấy con US này là nó bét kim hết nha, chạy nhanh nữa. Con này bên cơ số cơ luôn. Tiếng lùi đồng tốc trên vô lăng. Mọi người dùng máy lạnh này trước khi mà mình đề máy thì mình phải tắt máy lạnh này cả nhà. Đó, mình tắt máy lạnh xong mình đề máy xong rồi mình muốn sử dụng máy lạnh thì mình bật máy lạnh lên. Và trước khi tắt máy thì mình là tắt máy lạnh rồi mình hẳn tắt máy nha. Đó là mình bảo vệ những bảo vệ xe, bảo vệ máy. Cái biến lót của dưới thảm này cả nhà. Dây chục luôn.
này dùng máy lạnh là bảo vệ sức khỏe nha. Đó, đèn đuốc đầy đủ. Đây là cái bình đổ dầu nha cả nhà. US40K pin máy lạnh 40 ngựa nha. Chạy nhanh. Cơ tầng tập trợ lực lái, bét kim. Con này đùi thẳng đẹp luôn. Ví con trong góc là còn đất này cả nhà. Đó. Chưa sạch nha. Đùi khô ráo sạch sẽ. Bèn nghiêng theo xe luôn. Qua lớp. Con này lớp sau là 13.626 nha cả nhà. Made in Japan. Đây. Lớp còn rất là đẹp luôn nha, còn gai gió luôn nè. Đó, gai còn cao còn đẹp luôn. Đây còn cao còn đẹp luôn nha cả nhà. Lớp này nhìn nó to béo. Ôi con này cặp lớp sau tuyệt vời rồi. Cặp lớp sau là 98%. 5 zin nha. Mà bên em chưa có giảm vá nha cả nhà. Nó bị cháy mấy chỗ nè. Nhưng sao nha, mâm về là đẹp tuyệt vời rồi. Đó. Mâm về là đẹp tuyệt vời rồi nha. Ốc vít đẹp. À con này là bên em thay lớp mới rồi chứ cả nhà. Đây nè. Lớp sau là thay lớp mới rồi nha. Thay lớp của Nhật luôn. Lớp trước lớp nguyên zin. Made in Japan. Mâm trước bên em thương nhận rồi đấy nha. Mâm sau mới đi. Lớp nguyên đẹp. Gai lớp trước thì còn tương đối thôi nha. Chưa có nứt. Con này trợ lực ti. Trợ lực ti siêu nhẹ nhàng luôn. Cầu trước khô ráo sạch sẽ chắc chắn. Động cơ 4 máy bét kim. À, con này ga cơ luôn. Ga cơ luôn nha cả nhà. Eo cơ ga cơ là vàng luôn này. 7 màu luôn. Cái máy nó bên em chưa có rửa kỹ nha, vẫn còn đất nhiều lắm nha cả nhà.
còn hai cầu trợ lực lại. Bô e này cả nhà, bô e vẫn còn mới luôn. Chốt con này là 40 lượng, còn tua 27.900 máy lên cả nhà đó, nguyên zin luôn nha. Đi luôn khổ đất. Mấy dòng này chạy lợi dầu, chạy sướng là lợi dầu nữa. Hai cái bơm. Mấy cái chỗ này nó bị tróc sơn rồi nhỉ, dòng zin nó tróc đen. Rồi Yanma US 40 cabin mới lạnh. Cả nhà ai cần sửa em nó thì nhấc máy liên hệ với em nha. Số điện thoại em đã ghi màn hình video. Rồi kính chúc cả nhà một ngày gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bên em hiện tại là có US 40 cabin nè, 46 cabin nè, 32 cabin nè. Đó. Máy che thì 31, 35, 45.